Ai đi? Dạ ai đó? Chị Nai nằm ngủ đó. À, chị Nai nằm ngủ đó. Hãng từ bên đây bên này với mặt nó tròn. Mày. Để tao ngủ mà. Kêu gì? Lúc nào cái lưỡi cũng lè ra gì không biết chi. Đang ngủ bị phá. Nay ngủ hả Nay? Nay ơi. Nay à. Nay ơi. Nay ơi, Nay à. Nay ngủ hả Nay? Nay chưa vô chuồng Nay ngủ hả Nay? Nay ơi, Nay à. Nay ơi, Nay, Nay ăn cơm, ăn cơm Nay. Ăn cơm, ăn cơm. Gấu ké nữa hả? Rồi gấu ké nữa kìa. Có chiếc spotlight nè, gấu ngồi xuống. Nằm xuống đi, gấu ngồi xuống đi. Đây nè. Không chịu. Kệ em đi, hồi nói cái con dâu vậy. Thôi thôi. Gấu ơi, gấu à. Ấy nghe gấu ơi, gấu à. Thương duyên à. Cái gì vậy? Nghe nó lấy chụp mấy người hình chứ đâu, đi đâu đi hoài vậy không? Đó, rồi lấy cái này nè. Chị Nay ngủ luôn. Không cho đi, không cho nó đi đâu. Alo, alo. Hùng ơi hai. Đi xuống đây. Mét ba. Tụi mày. Đi mét ba đi. Tụi mày đi mét ba giùm chị ba ơi. Đừng cứu quá. Ôi giá xe lỡ nhỏ nhỏ. Mẹ lên đây đi mẹ. Ê gặp không? Ê gặp không? Ê. Đó tụi mày kem này nó có mặn mặn là tại sao? Ê, nó có đậu. Có bỏ muối. Phải bỏ muối mà nó bỏ trong thùng đá. Đá nó có rắc muối ở trong. Sao cái này nó không có tàn? Ta bỏ trong cái thùng đá là người ta đi bán mà. Ấy là sao đem ra đây nó không có tan gì. Ngon đó mày. Nó lạnh rồi nó, cái độ tan nó chưa có tan. Một thời gian lâu nó mới tan được. Ngon. Ôi sao kem nó tan nhanh hơn cái này. Bạn đi. Trời ơi. Kỳ vậy. Hả? Cái gì vậy? À, cái game của tụi mì nè. Mềm dẻo. Cái game tụi mì mềm dẻo luôn.
Đừng bao giờ mua cho con ăn nữa, em. Kỳ em. Rồi, bye bye. Sẽ đi. Biết sẽ không? Sẽ gì hả? Ừ, sẽ sẽ ăn cho được đó nha. Vậy thì sẽ một miếng. Chưa? Sẽ cho bây giờ. Anh mệt quá. Vậy đời sẽ kỳ quá à, sinh nhật 9 tuổi gì đâu biết sẽ bánh kem. Kỳ quá đi. Tại vì nó cứng. Thanh ngon Lý Bà Đình rồng lại. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Em gấu nè. Lá xuống là lát, là lát. Cái gì vậy tụi mày đâu? Quay nè. Ai làm cho con vậy? Con tự làm. Đâu được rồi. Sao làm được hay vậy? Đừng quay cái này. Nghĩ kìa. Dậy. Đi học. Đi đóng cửa là bỏ tụi mày đây mình. Tắt đèn luôn, bỏ tụi mày đây mình. Sao có vậy không? Đi nhà thấy đồ nè. Ủa tụi mày đừng có thầy đồ không? Cơm. Có thầy đồ không? Cái này phải gửi ba mới được. Chị ba gửi ba nha. Gửi ba nha, có vậy không? Gửi ba rồi có vậy không? Có không? Trả lời không hay có ai? Có không? Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dần hoa dần em tâm tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con. Một kia vẫn ghi.
một đêm chân thân qua bên đường dần tân, chỉ còn em dưới anh. Cưới của ba mẹ 20 năm ngày cưới. Sáng sớm dậy thấy gì nè. Đó, rồi hai ảnh chỉ nè. Sao trốn vô đây nói nghe coi. Sao trốn vô đây vậy hả? Vô đây chi? Tại sao vô đây chi, ngồi chi vậy hả? Không đi chơi đi. Hả? Tại sao? Quậy hả? Sáng sớm quậy hả? Hả? Phá đồ rồi cái niệm đâu mà nằm. Ừ? Hả? Niệm đâu mà nằm? Trời trời, cái gì mà trời? Trời khỏi cho nằm luôn. Nằm dưới đất. Quậy quá mà. Rồi giờ sao? Bị quánh nha. Nha. Lì quá mà. Phá quá mà. Có phá nữa không? Gấu. Này. Phá, đứa nào phá, đứa nào cắn nó nghe ơi. Hả? Đứa nào cắt? Quánh thiệt chứ. Quậy quá rồi. Quánh một trận mới được. Cái gì cũng cắn, cái gì cũng phá hết trơn. Đi vô. Đi vô coi. Ra đây chi? Mày muốn quánh phải không? Ừ? Thôi đừng có nịnh giùm cái. Đi ra đây nịnh hả? Nịnh hay gì? Nịnh cái gì mà nịnh, bị quánh tới bây giờ?
La vậy là xong rồi hả? Biết xong rồi hả? Hả? Chạy lên định hả? Hả? Biết cái này gì không? Biết cái này gì không? Đóng gì không? Cái này biết gì không? Cái đóng gì đây? Đóng này đóng gì đây? Phá. Rồi chui đi nằm để trốn nữa hả? Chui đi nằm nữa. Cắn nữa là quánh đó nghe. Nịnh, đừng lại nịnh. Làm quen, làm quề nữa ha. Đó. Tội đó đã quay hết rồi đó. Tội lỗi đó nha. Ngày cưới của ba mẹ 20 năm ngày cưới. Mẹ nói gì? Dịp gì vậy? Mẹ nói chứ. À, cái 20 năm á hả? 20 năm đâu? Cái mặt 20 năm đâu? Có đèn. Mấy năm mấy? 2021. Quậy quá mà.
Rồi giờ sao? Bị quánh nha. Nha. Lì quá mà. Phá quá mà. Có phá nữa không? Gấu. Này. Phá, đứa nào cắn nó nghe ơi. Hả? Đứa nào cắn? Quánh thiệt chứ. Quậy quá rồi. Quánh một trận mới được. Cái gì cũng cắn, cái gì cũng phá hết trơn. Đi vô. Đi vô coi. Ra đây chi? Mày muốn quánh phải không? Ừ? Thôi đừng có nịnh giùm cái. Đi ra đây nịnh hả? Nịnh hay gì? Nịnh cái gì mà nịnh, bị quánh tới bây giờ? La vậy là xong rồi hả? Biết xong rồi hả? Hả? Chạy ra nịnh hả? Hả? Biết cái này gì không? Biết cái này gì không? Có đóng gì không? Cái này biết gì không? Cái đóng gì đây? Cái đóng này đóng gì đây? Phá. Rồi chui đi nằm nữa, trốn nữa hả? Chui đi nằm nữa. Cắn nữa là quánh đó nghe. Nịnh, đừng lại nịnh. Làm quen, làm quề nữa ha. Đó. Tội đó, đã quay hết rồi đó. Tội lỗi đó nha. Đâu? Đây. Ai vậy? Em vừa biết. Tụi mày mấy tuổi vậy? 9 tuổi. 9 tuổi. Rồi có ngày ngủ cái gì kêu mẹ thương hung hung hoài. Thương. Tụi 9 tuổi. Tụi mình về. Đâu kêu thương sao đâu, nằm sao kêu thương đâu. Tụi mày ơi. Rồi kêu kêu mẹ lại. Ôm vậy hả? Trời ơi, thấy ghê quá đi. Mẹ chị hai chiếm spotlight. Chị hai nằm tốt bển là khiếm không có được. Yeah. Chị hai đừng nói chạy qua đây chiếm spotlight. À. Đó đó đó. Chị hai như con lăn quăng luôn nè. Đó. Đó, như con lăn quăng luôn à. Chị ba bên phòng bển rồi. Ngủ thôi chứ bạn. Chị ba bên phòng bển. Thôi chị ba. Không, không có biết rồi. Có biết rồi, tôi đã. Đứng nè.
đi kiểu gì vậy Tâm Mì? Đi đàng hoàng coi. Gì đó? Ngửi gì hay đó? Trải đàng hoàng coi. Trải đàng hoàng. Thôi mấy trừ giờ đó nha. Tự nhiên ghi ba. Rồi mấy trừ giờ 15 phút. Nãy giờ Tâm Mì đứng rồi 15 phút rồi chưa chạy. Chạy đi. Con chạy 5 phút bạn nghe đi. Rồi bây giờ chạy đi lại lên. Đứng như làm chân như làm vậy. Quên để ý cái phần trăm pin còn nhiêu. Mình hồi đã bắt cười. Bắt khóc cũng xong. Rồi chiếu vào nó ngắm trời đất. Không ăn. Đó, chị vừa lòng chưa? Chụp nè. Chụp này thì nó cũng vô hình vậy. Được chưa? Đây, đây. Rất là mệt luôn. Ha 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 ha!